Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Tiếp tục giáp cấp liên tái 2020 là trận đấu giữa Ngô Thị của Giang Tô và Dương Thiên Nhất của Hàng Châu. Mời các bạn xem ván đấu.
pháo 8 bình 3, nước cờ rất hay. Sau một hồi suy nghĩ rất lâu, cho nên Ngô Thị đã rụng kim và đã thua. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.